Chào các bạn đã đến với kênh channel của tôi ngày hôm nay về phần review các dự án ICO. Thì ở video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về dự án Capital. Đây là một dự án về phần đăng ký ngân hàng cho tương lai. Hiện nay dự án thì đang ở trong giai đoạn tiếp tục cho đợt sort out và sẽ còn 6 giờ nữa là đến giai đoạn tiếp theo. Sót kép của dự án này sẽ là 6,2 triệu đô, hiện nay thì đã huy động được 38% phần sót kép. Head kép thì đã hoàn thành 12%, tương đương là 20 triệu đô. Hiện nay thì sẽ có các đợt review, các đợt ISO như bên dưới đây. Giá bắt đầu từ 1,66 đô la một token cho đến giai đoạn cuối cùng là 2,66 đô. Vì vậy các bạn mua càng sớm ở trong các giai đoạn thì các bạn sẽ được hưởng với giá ưu đãi hơn. Các loại thẻ của Capital gồm có thẻ xanh, đây là khách hoàn tiền 0,5% với phí dịch vụ 2%, phí kích hoạt là 100 đô và miễn phí vận chuyển. Thẻ vàng, khách hoàn tiền 1%, phí dịch vụ là 2%, phí kích hoạt là 1.500 đô và miễn phí vận chuyển. Thẻ bạch kim, khách hoàn lại tiền mặt 1,5%. Thẻ đen, khách hoàn tiền 2%. Với thẻ bạch kim và thẻ đen, các bạn sẽ có quyền lui tới Airport Lounge cộng với một khách. Còn thẻ đen thì các bạn sẽ được quyền lưu với Airport Lounge cộng với 3 khách. Bạn sẽ được hỗ trợ sao chép giao dịch. Chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi và sao chép các giao dịch và danh mục đầu tư của các nhà giao dịch phổ biến khác. Bạn sẽ được bảo hiểm tiền điện tử. Chúng tôi sẽ cung cấp sự an tâm rằng tài sản quý giá của bạn an toàn nhất có thể bởi các hành vi trộm cắp. Bạn sẽ được đảm bảo cho vay và cho vay P2P an toàn. Phần đánh giá trên bạn xếp hạng ISO PEN, ISO Rated đạt 4.6 điểm, ISO MAT đạt 4.5 điểm, Check ISO đạt 4.4 điểm. Đây là hai video giới thiệu về Capital. Đối tác của dự án như Tribu, Scratcher, RMC Sot, Sandroid. Dự án sẽ có hợp đồng thông minh. Capital sẽ là một khung cộng tác nguồn mở để có thể mở rộng để tạo ra các ứng dụng blockchain. Nó sẽ được thiết kế để cho phép bạn, công ty của bạn hoặc chính phủ của bạn xây dựng một blockchain riêng tư hoặc được phép cắt riêng. Đợt pre-ICO thì đã kết thúc và ICO cộng đồng thì đang ra mắt. Chương trình thẻ trả trước. Với thẻ trả trước, Capital sẽ là cầu nối giữa tiền fiat và tiền điện tử. Mỗi chủ thẻ nhận được một mã thông báo tiện ích kép tương ứng với cấp độ của thẻ đã mua, bắt đầu từ 100 đô cho đến thẻ xanh cơ bản. Giống như thẻ thanh toán thông thường, thẻ Capital sẽ có thể được sử dụng để mua trong cửa hàng và trực tuyến. Trong khi tối đa 2% của mỗi giao dịch được tái đầu tư vào kép, ảnh hưởng đến giá trị của mã thông báo. Ngoài ra có một hệ thống phần thưởng chính thức sẽ cho phép giảm giá trực tiếp tại các tham gia liên kết. Bạn sẽ được đảm bảo cho vay và cho vay bằng P2P an toàn, sao chép nền tảng giao dịch, bảo hiểm tiền điện tử, hợp đồng thông minh mở rộng. Dưới đây đó là các phần thông tin về bản giấy trắng của Capital, như đây là bản white paper, bản light paper và bản technical paper. Về lộ trình của dự án bắt đầu từ quý 4 năm 2017 với việc khái niệm này được sinh ra. Sáng tạo quý 1 năm 2018, phát triển khái niệm và tiến hành phần bán riêng lẻ của kép. Quý 3, bán công khai của kép. Quý 4 năm 2018 sẽ kiểm tra bảo mật và hiệu suất, ra mắt nền tảng chính thức của Capital. Quý 1 năm 2019 khởi chạy ứng dụng cho iPhone và Android. Tiếp tục sang quý 2 năm 2019 khởi chạy giải pháp Whitepaper. Sang quý 4 năm 2019 ra mắt giải pháp thanh toán người bán. Đây phần sơ đồ về phân phối mã thông báo. Giá sẽ tăng dần theo thời gian từ 1,6 cho đến 2,8 đô một token và theo từng đợt state hoặc pre-ICO. Đây là phần trăm phân phối quỹ dành cho ICO sẽ là 171.375.000 token. Dành cho phần phát triển sẽ là khoảng 30 triệu token. Dành cho đội ngũ là 25 triệu. Marketing sẽ là 10 triệu token. Dành cho đối tác sẽ là 5.000 token. Dành cho phần development sẽ là 5 triệu token.
và dành cho pháp lý sẽ là 2,5 triệu token. Dưới đây là các phần đánh giá nổi bật về dự án Capital qua CoinGap, CryptoPet, Coido và các phần các kênh thông tin khác có đánh giá về Capital. Dưới đây phần tính năng và đặc điểm và sự cạnh tranh giữa Capital với các phần sàn khác. Như phần Capital thì các bạn sẽ có phần giao dịch này, sao chép giao dịch, bảo hiểm tiền điện tử cho vay cho mượn, chương trình thẻ và chương trình hoàn tiền. Thì ở các phần thông tin thẻ khác thì gần như là không có đáp ứng được tất cả các tính năng này. Đội ngũ của dự án, ông Martin là CEO và đồng sáng lập, ông Rael phụ trách CTO và đồng sáng lập, ông Brenner Maurice là phụ trách CIO và đồng sáng lập. Ngoài ra gồm có rất nhiều các thành viên khác của đội ngũ dự án. Dưới đây là các phần giao diện của Capital Exchange. Và phần này sẽ sớm được ra mắt. Trên đây là những thông tin review về dự án Capital của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.